Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phê Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin mới nhất của làng bóng đá Việt Nam, các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để đồng hành cùng với Phê Thể Thao nhé. Còn bây giờ sẽ là những thông tin chính trong chương trình ngày hôm nay. Danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải loại 10 cầu thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chỉ mang khoảng 25 đến 26 cầu thủ sang Ả Rập Saudi chuẩn bị cho trận ra quân ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Như vậy sẽ có khoảng 10 cầu thủ bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam lần này. Chiều ngày 26 tháng 8, đội tuyển Việt Nam đã có lần tái đấu với các đàn em U22 như một cuộc duyệt binh cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo tại Hà Nội. Vào sáng ngày hôm nay, toàn đội sẽ chỉ tập nhẹ rồi trở về khách sạn thu xếp hành lý để ngày 28 tháng 8 chính thức hành quân sang Ả Rập Xê Út chuẩn bị cho trận ra quân tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ở trận giao hữu nội bộ vào ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 6-0 trước U22 Việt Nam. Những người ghi bàn lần lượt là Xuân Nam, Xuân Trường, Tuấn Hải, Hoàng Đức và Phan Văn Đức. Có thể thấy, dù hàng thủ gặp nhiều biến cố khi các cầu thủ trụ cột liên tục dính chấn thương, tuy nhiên các cầu thủ trên hàng công lại đang thăng hoa và đủ sức giúp người hâm mộ nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ công phượng. Dự kiến sau khi trận đấu giao hữu nội bộ khép lại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ chính thức công bố danh sách rút gọn đội tuyển Việt Nam tham gia vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Danh sách này sẽ do chính tay huấn luyện viên Park Hang-seo tuyển chọn với những cái tên ưu tú nhất chuẩn bị cho trận đấu với Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9 tới đây. Dù vậy, những cầu thủ không nằm trong danh sách sang Ả Rập Xê Út nhiều khả năng sẽ không phải rời đội tuyển mà ở lại tập luyện cùng lứa U22 và vẫn còn cơ hội cạnh tranh khi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 quay trở lại ở loạt trận vào tháng 10. Danh sách rút gọn dự kiến của đội tuyển Việt Nam như sau: thủ môn Đặng Văn Lâm, Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản; hậu vệ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Trương Văn Thiết, Nguyễn Thanh Bình; Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Duy Mạnh, Trần Đình Trọng; Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hồ Tấn Tài; tiền vệ Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Phan Văn Đức, Lý Công Hoàng Anh; tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Trinh, Hồ Tuấn Tài và Phạm Tuấn Hải. Xuân Trường tiếp tục tỏa sáng, tân binh Xuân Nam, Tuấn Hải ghi dấu ấn ở đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ Lương Xuân Trường đang thể hiện phong độ rất cao khi tiếp tục ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam. Những cái tên khác như tân binh Nguyễn Xuân Nam, Phạm Tuấn Hải cũng đã có những bàn thắng. Trước ngày lên đường sang Ả Rập Xê Út đá trận đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã có màn tái đấu với các cầu thủ U22 Việt Nam vào chiều 26 tháng 8. Đây được xem là bài tổng duyệt để ông Park chốt danh sách 25 cái tên sẽ sang Tây Á. Và trong trận đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi với tỷ số 2-0. Đáng chú ý, người ghi bàn mở tỷ số trận này là cầu thủ vừa được gọi bổ sung Nguyễn Xuân Nam. Anh đã có bàn thắng rất đẹp mắt vào lưới U22 Việt Nam sau pha phối hợp với đồng đội. Việc Xuân Nam ghi bàn có thể xem là một bất ngờ lớn bởi thực tế tiền đạo này mới chỉ lên tuyển tập trung được đúng 2 ngày. Trước đó do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến giải V-League không thể tổ chức nên Xuân Nam đã về nhà ở Hải Dương phụ giúp bố mẹ kinh doanh chứ không tập luyện thường xuyên. Bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Việt Nam được ghi do công của Xuân Trường từ cú sút phạt rất đẳng cấp. Đây cũng là lần thứ 2 tiền vệ người Tuyên Quang ghi bàn từ một tình huống cố định. Trước đó chính Xuân Trường đã lập công từ quả phạt đầy kỹ thuật, ghi bàn cho tuyển Việt Nam trong trận thắng 2-1 trước U22 hôm 19 tháng 8. Sau chiến thắng 2-0 ở trận đầu tiên, một nửa quân số còn lại của đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ hai và lần này sự chênh lệch về trình độ đã được thể hiện rõ nét hơn. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai áp sát khung thành đối phương. Kết thúc trận thi đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước các đàn em nhờ pha lập công của Tuấn Hải với một cú đúp cùng các pha ghi bàn của Hoàng Đức và Phan Văn Đức. Sau trận này, dự kiến vào ngày hôm nay 27 tháng 8, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ công bố danh sách rút gọn lần 1 đội tuyển Việt Nam với 25 cầu thủ sẽ cùng ông sang Saudi Arabia. Đội bóng gặp biến lớn, cơ hội đến với Đặng Văn Lâm. Theo tin mới nhất, đội bóng chủ quản của thủ môn Đặng Văn Lâm là Cerezo Osaka vừa thông báo chia tay huấn luyện viên Kuni sau chuỗi trận ảm đạm của câu lạc bộ. Một ngày sau thất bại đậm 1-5 trước câu lạc bộ Benfica tại vòng 26 J-League, vào chiều hôm qua 26 tháng 8, đội bóng chủ quản của thủ môn Đặng Văn Lâm là Cerezo Osaka đã chính thức ra thông báo sa thải nhà cầm quân người Brazil Kuni. Người được bổ nhiệm thay thế đó là trợ lý Kogiku. Vị huấn luyện viên này sinh năm 1975, từng nhiều năm huấn luyện các tuyến trẻ của Cerezo Osaka trước khi góp mặt trong thành phần ban huấn luyện của đội 1. Phát biểu sau khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Cerezo Osaka từ vòng 27 của J-League, huấn luyện viên Kogiku cho biết Xin cảm ơn tất cả các cổ động viên, những người đã và tiếp tục ủng hộ câu lạc bộ Cerezo Osaka cũng như cá nhân tôi. Tôi muốn sử dụng kinh nghiệm, kiến thức mà mình tích lũy được để đóng góp cho câu lạc bộ Cerezo Osaka. Tôi tin rằng đội bóng có thể thay đổi để thi đấu tốt hơn, giành thành tích tốt nhất tại AFC Champions League và các giải đấu khác. Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện hoàn toàn có thể mở ra cơ hội dành cho thủ thành Đặng Văn Lâm. Dưới thời ông Kunpi, Văn Lâm chỉ là sự lựa chọn số 3. Tuy nhiên, tín hiệu lạc quan là ở hai vòng gần đây, Lâm Tây đã có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Cerezo Osaka dù chưa được tung vào sân. Kể từ khi gia nhập Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm mới có 2 lần ra sân. Và đó đều là những trận đấu mà thủ thành của tuyển Việt Nam không phải hoạt động quá nhiều. Hiện Văn Lâm vẫn đang nỗ lực tập luyện tại đội bóng Nhật Bản. Theo kế hoạch, sau trận derby giữa Cerezo Osaka và Gamba Osaka vào chiều ngày 28 tháng 8, thủ thành sinh năm 1993 sẽ lên máy bay sang Saudi Arabia để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Vắng Bùi Tiến Dũng, huấn luyện viên Park Hang-seo bạc đầu chấp vá hàng thủ tuyển Việt Nam. Cuộc khủng hoảng chấn thương bất ngờ của hàng thủ đang khiến huấn luyện viên Park Hang-seo lo bạc đầu khi rất nhiều tâm huyết chuẩn bị suốt thời gian qua có thể sẽ phải điều chỉnh vào phút cuối. Có lẽ bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo khi gọi triệu tập bổ sung 3 cái tên mới cũng không thể tính hết những chấn thương liên tiếp của hàng thủ. Mới nhất là việc trung vệ Bùi Tiến Dũng bị rách cơ háng chắc chắn sẽ phải ngồi nhà ở trận ra quân tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Ả Rập Xê Út. Đó là một đòn giáng nặng lên tham vọng của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như tuyển Việt Nam, vì suốt từ năm 2018 cho đến nay, Bùi Tiến Dũng vẫn luôn là một thành viên quan trọng ở những giải đấu lớn từ U23 châu Á, ASEAN 2018, Asian Cup 2019 và vòng loại thứ 2 World Cup. Bên cạnh Bùi Tiến Dũng, trung vệ Trần Đình Trọng đang trên đà hồi phục vừa bị đau bắp khiến khả năng ra sân một lần nữa trở thành dấu hỏi. Ông Park đã định chờ Đình Trọng từ vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, vắt qua vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đến nay. Như chưa đủ gây lo lắng, trung vệ Thành Trung cũng bị rách cơ háng, khiến cho cái tên được coi là sự lựa chọn phòng ngự số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng khả năng rất lớn sẽ phải ở lại Việt Nam, không bay cùng với đội sang Trung Đông. Đùng một cái, vị trí trung vệ vào lúc này ở tuyển Việt Nam chỉ còn Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh là lành lặn. Cuộc khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ đang khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo đau đầu tìm phương án thay thế khi không có đủ 3 trung vệ mạnh khỏe nhất. Trước đó, ông Park cũng đã buộc phải có điều chỉnh khi Trả Văn Hậu bị đau về câu lạc bộ Hà Nội, gọi bổ sung hậu vệ phải Văn Kiên để Văn Thanh được rời hẳn sang cánh trái cùng với Hồng Duy. Nếu Văn Hậu thực sự khỏe mạnh, ông Park sẽ nhẹ đầu hơn nhiều khi chàng trai quê Thái Bình có thể đá tốt ở cả vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ. Tiếc là vào lúc này đây, ông Park ngoài Ngọc Hải và Duy Mạnh chỉ còn những sự lựa chọn mang tên Việt Anh, Thanh Bình còn quá trẻ. Một phương án đang được ông Park hướng đến đó là kéo Tấn Tài về đá trung vệ như ở SEA Games 2019. Tấn Tài theo ông Park đủ dài để hiểu triết lý chơi bóng. Màn trình diễn nổi bật ở 2 mùa bóng vừa qua giúp anh trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn nhiều so với khi còn chơi cho U22 Việt Nam. Và lúc này, bộ ba Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tấn Tài được xem là khả dĩ nhất sẽ được ông Park thử nghiệm ở trận gặp U22 Việt Nam. Ngoài ra, ông Park sẽ cân nhắc thêm Việt Anh, chàng trai vẫn hay được các đồng đội ở tuyển Việt Nam gọi đùa là Golden Boy sau danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020. Việt Anh đã chơi rất tốt ở nửa sau mùa giải 2020 khi câu lạc bộ Hà Nội khủng hoảng hàng thủ, đến mức anh được lãnh đạo câu lạc bộ xếp hạng ưu tiên hơn cả Thành Trung ở mùa giải 2021. Thiếu hụt duy nhất của chàng trai có chiều cao 1m85 đó là kinh nghiệm thực chiến đỉnh cao. Chưa bao giờ người hâm mộ phải lo lắng đến thế cho hàng thủ tuyển Việt Nam. Điểm mạnh nhất của chúng ta vào lúc này lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết trước 2 trận mở màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều gặp đối thủ rất mạnh. Chắc chắn những phát sinh chấn thương ngoài ý muốn kể trên sẽ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo bạc đầu tìm giải pháp chữa cháy, nhất là khi phải đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu lục như Ả Rập Xê Út hoặc Australia sắp tới.